Tại thành phố Hồ Chí Minh thì sẽ có hơn 14.000 học sinh không tham gia thi lớp 10 mà chọn loại hình học tập khác như trường trung học phổ thông ngoài công lập, trường nghề phù hợp với hoàn cảnh gia đình và bản thân. Năm nay, toàn thành phố có hơn 108.000 học sinh xét tốt nghiệp trung học cơ sở, nhưng chỉ có hơn 94.000 em đăng ký dự thi lớp 10 trung học phổ thông. Như vậy, thành phố sẽ có hơn 14.000 học sinh không tham gia thi lớp 10. Theo lý giải của Sở Giáo dục và Đào tạo, các em đã chọn loại hình học tập khác phù hợp với hoàn cảnh gia đình, bản thân như trường trung học phổ thông ngoài công lập, trường nghề, trung tâm giáo dục thường xuyên hoặc du học.